Nè cả nhà ơi, Trang hái được nhiêu nè cả nhà? Ngon không? Nhìn trái bóng lưỡng luôn ha. Sơ quen nó đang chỉ cho cô chú. Hôm nay là mót thôi đó cả nhà, nhưng mà cái trái nó rất rất là ngon luôn, là tại vì nó chín tới á. Nó dính chín tới cái trái nó đỏ. Nó đỏ mà giống như là đỏ đen luôn mà trái căng mọng vậy đó nè. Đây nè cả nhà, thấy ngon không? Cái này là ngọt và thơm dữ lắm và không có bị sâu nha, không có bị sâu. Mấy trái ở dưới thì nó bị sâu, còn trái này là ngon hơn ngoài chợ bán nữa đó cả nhà. Đây nè, cái trái nè. Thấy không? Nhà thấy không? Nó chín mà đỏ như đỏ đen luôn rồi đó, nó muốn đen á. Cái loại gì nó như vậy nó mới ngon nè, cái trái này chăng bỏ. Mới có hái được tí thôi, còn bên này nữa. Là nó còn ở trên tuốt ở trên ngọn á cả nhà, mà không có hái tới, nó cao quá đi, cái cây này nó cao quá, Trang bắt thang lên đó nha. Cái thang lên nó chỉ được hái mấy cái ở dưới đây nè. Vậy nè, với lại dối dối lên trên thôi. Ở trên bây giờ cái trái nó đỏ mà đỏ đen mà căng mọng ra, chột nhìn thấy thèm dễ sợ. Trái nó ngon á cả nhà, mà nó không bị sâu nha, không hiểu sao không bị sâu gì hết. Trang tưởng là để lâu nó sẽ bị sâu à, mà nó lại không có sâu gì cho mà ngon quá trời luôn. Này, Trang hái được con rổ này cũng cả ký lô rồi đó nha. Đó, hôm trước Trang cân cái kia được 4 kg, 4 hay 5 kg trong quên này. Trái này là không được nè. Nó ngon. Ngon quá cả nhà ơi, để Trang ăn thử cho cả nhà coi nè. Ngọt dễ sợ, có sâu không? Rất rất là ngọt luôn cả nhà. Cả nhà có thấy hôm nay cái sự khác biệt của cái trái này với cái mấy cái trái hôm trước không? Nó vừa to nè. Nó to mà nó đen á, mà ăn nó ngọt. Nó ngọt hơn cái kia nữa mà nó không bị sâu nha. Nè. Phải hôm trước đợi tới hôm nay là ăn là mệt nghỉ luôn ha. Cái trái nó càng to hơn nữa, Trang tưởng là nó không có to nữa cả nhà. Trang tưởng nó bị hư. Nhưng mà tại vì cái nhà biết sao không? Nó có nắng á, là nó tiếp tục to ra. Và cái trái của nó, trái nó đỏ và nó ngon hơn, nó ngọt hơn nữa. Quá trời luôn. Trời ơi, cái này nó ngon hơn trong chợ luôn á cả nhà. Trái thôi nè. Ngon ơi là ngon, trái bóng đẹp dễ sợ không? Chim nó lại nó ăn á. Để gì đó hả? Chim nó lại nó ăn á, mà vẫn còn á cả nhà. Quá trời luôn. Hàng xóm nói với lại ông xã Trang kêu Trang đi qua bên bển hái, tại vì bên nhà của hàng xóm nó nhiều hơn. Cái trái của nhiều lắm luôn. Cái cô đó nói nhiều quá trời luôn mà qua hái. Cho nó hồi bên này được, đừng con có chừng. Kêu qua bên hái, bển hái, nhưng mà thôi, nhiều đó được à. Nhiều để ăn cũng mệt rồi, qua bển hái làm chi. Tại bển cũng không ai ăn á cả nhà. Bên này người ta không có ăn. Ít ăn trái cây, không có giống như người Việt Nam mình ăn trái cây nhiều đâu. Người Tây không có ăn bằng. Người Việt của mình nhiều khi ngồi là ăn mấy kilo trái cây ha. Còn người Tây không có đâu cả nhà. Không có vụ mà ngồi ăn mấy kilo đâu. Ăn có mấy trái à. Bởi vì nên là cái trái cây nó vẫn còn. Trời ơi, có nhiều trái nó to mà nhìn mình phát ham nè cả nhà. Thấy không? To thấy không? Ngon quá trời ngon. Đây nè cả nhà, còn cái nhánh này nè mà Trang giới hoài giới không tới nè. Trời ơi, cái trái nè, nó to á. Nó to to không cả nhà thấy không? Dạ, cái nhánh nó giới không tới, giới được cái nhánh này. Chứ trên kia một tí xíu thôi đó, mà nó một rổ gì nè, cả ký mấy vậy đó. Ăn mệt nghỉ luôn. Cha con nó chơi đá banh nè. Ồ, quá dữ. Quá giỏi luôn. Còn anh nó kia chạy. Cả nhà ơi, Trang hái được nhiêu nè cả nhà? Ngon không? Nhìn trái bóng lưỡng luôn ha. Quá trời luôn rồi, trái đẹp mà ngon nữa. Ở ngoài cái màu nó đỏ đậm hơn á, Trang quay vào màu đỏ tươi ha. Mà ở ngoài cái trái nó màu đỏ đậm đó cả nhà. Trái này là đậm muốn đen luôn nè. Nhìn thấy đỏ ha. Cái trái này nè, trời ơi nó ngon á cả nhà ơi. Hái tới một cái tay Trang nè, vàng khè hết trơn luôn. Còn cái trái này nè cả nhà thấy không? Nó chín đỏ hết trơn luôn. Đây là dâu Trang khoe nữa, khoe dâu nữa. Cái tay Trang đang thui vậy nè, Trang hái cái tay đây. Đây nè, cái trái này chín nè. Trái này sao vậy, nó thích lắm kìa, lại nó hái vậy kìa, thấy không? Bỏ vô miệng ăn luôn nè nha. Cái trái này nó chua ngọt rất là ngon. Ở trong chợ bán rất là đắt luôn cả nhà. Trái này nè,
Nó chua ngọt. Bây giờ nó chín mà đỏ thiệt đỏ vậy nè, nó có cái loại nó hơi ngọt ngọt chua chua thơm lắm, ngon lắm. Rồi. Bây giờ chuẩn bị vào để ăn cái này. Trang đi rửa cả nhà ơi. Tại mấy bị trước nó bị cát ở sa mạc á. Nên là trái cây Trang phải đem đi rửa mới được. Cái này chưa chín lắm. Nhìn cái chùm này thấy đẹp không? Trời ơi đẹp quá ha. Này chắc cũng khoảng 2-3 kg á. 2 kg ngoài. Con chào cô chú đi. Con chào. Cô chào. Cô chú. Cô chú. Đây nè hai cả nhà ơi. Trang đem vào đây và Trang rửa. Trang hái hôm qua lận nhưng mà hôm nay mới ăn nè, tại hôm qua chiều tối quá rồi. Bây giờ Eden với lại ba nó đi ra ngoài rồi, giờ con chỉ có Trang với lại Soen ngồi ăn thôi. Bây giờ mình sẽ lấy muối ớt ra. Bên này nó có nhiều loại muối ớt nhưng mà ớt nó không có cay cả nhà ơi. Và muối ớt bên này nó có nhiều loại, nó đắt tiền lắm. Cái loại ớt này nó không có cay lắm. Nó gọi là Timon Espelette. Cái trái nó to to vậy nè mà nó không. Espelette là Trang sẽ ăn một luôn. Đây, nó ngon cả nhà. Nó ngọt quá mà nó ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Sao anh mặc đồ này là đồ của bà nội, bà ngoại mua ở bên Việt Nam á. Mua mấy năm rồi, mặc mấy năm rồi đó. Đúng rồi, còn nhỏ xíu, 1-2 tuổi tới bây giờ vẫn còn mặc được. Đây là Sao Em. Ăn đi con, mẹ cắt ra cho con ăn à. Tại Trang cắt ra, Trang lấy cái hộp á, Trang sợ á. Sao Em nó ăn nó không có biết lừa cái hộp. Nè của con là mấy cái này nè, mẹ cắt ra đó. Con ăn đi, con mời cô chú đi. Con mời cô chú. Con mời ông bà. Mời ông bà ngoại á. Ông bà cô chú, nó hỏi lại gì? Cô chú. Có nhiều trái ở ngoài nhìn nó đẹp dễ sợ, ở trong nó bị sâu rồi cả nhà. Mình phải cắt cái vỏ sâu rồi không? Cái này mẹ cắt ra thì con ăn đi. Nó nên là mà cái trái này không ra Trang ăn mà tay chân của Trang nó đen thui hết trơn. Ngon quá cả nhà ơi. Trái đó con ăn được, nó ăn đi. Bạn là Trang cắn ra thử. Ngon quá. Ngon. Con thấy gì ngon quá. Ngon quá. Cái dĩa này gần 2 kg quá nha. Mà hôm trước Trang hái là đã mấy kg, hôm trước mấy ký Trang quên rồi, 4-5 ký gì đó. Ăn hết phân nửa, còn phân nửa để trong tủ lạnh. Pizza. Con ngon quá. Trang cắt cái kia Trang để tủ lạnh mà cái kia nó không ngon bằng cái này. Cái này nó chín bóng lưỡng luôn, cái trái nó bóng lưỡng mà nó màu nó đẹp mà nó ngọt hơn nữa. Để mẹ cắt ra cho con. Mẹ lấy trái đẹp mẹ cắt ra cho con ăn. Trái này đẹp quá trời luôn nè. Mẹ ở nhà thấy ở trong nó như vậy nè. Cái tay của Trang không ngày ăn nó đen thui luôn á, cả nhà rửa chanh ngoài không ra luôn. Để nó đi, mẹ cắt cho. Nè mẹ cắt cho con này, con ăn đi. Cái đèn nó ghiền lắm, Eden với Suen nó thích mấy trái này lắm. Eden nó bị bệnh, nó hơi hôm ngày nó bị sốt quá cả nhà. Tự nhiên nó lòi con sâu ra vậy nè, Trang ngâm vào trong nước, không biết cả nhà thấy không? Đó, màu trắng rồi thấy không? Có màu trắng rồi nó lòi con sâu ra. Dầu giống như dầu vậy, không phải sâu nữa. Mà này nó chắc con này nó chết rồi. Nó lú cái gì đó, lú đầu cái gì đó. Thì mình cắt cái chỗ nào bị sâu bỏ. Tại nhà biết tại sao nó sâu không? Tại nó là thiên nhiên, đâu có xịt thuốc gì đâu. Nó bị sâu. Tukase hả? Này là nhiều khi cái cây mình học á. Để xuống đi mẹ cắt đó. Nè. Ăn cái đó mới chịu hả? Nè.
Đưa cho mẹ mày cắt. Ăn nhanh quá cắt không kịp. Đây cái hộp này tương đối cũng nhỏ, cháu không dám để cho Suen ăn nè. Đưa cho mẹ. Mẹ cắt cho con. Ăn với Suen. Không kịp cắt cả nhà. Ngon không con? Ăn cắt không kịp luôn mà không ngon gì. Trái nó ngon quá mà. Nó giòn. Nó giòn mà ngọt. Ăn cái đó hả? Ngủ ngủ chưa mấy tiếng đồng hồ vậy mà còn mệt đó. Nó pha chi ghê vậy, mệt á. Ngủ chưa mới thức thôi cả nhà. Nay mặc đồ này là đồ, này là đồ pyjama mặc buổi tối thôi, mà từ sáng tới giờ hôm nay y đền nó nghỉ học ở nhà. Ông xã Trang cũng không có đi của con đó. Rồi hôm nay là ngày lễ nữa nên là không có không có thay đồ luôn, tức là làm biến từ sáng tới bây giờ không có đi ra ngoài, chỉ có y đền với lại ông xã Trang hay cha con nó đi ra ngoài. Xưa anh chào cô chú đi, thôi anh ăn xong rồi nè cô chú. Ghê nhỉ? Nói đi, bye bye cô chú. Nó nói nó mệt, nó buồn ngủ. Ăn xong rồi buồn ngủ, nó ăn nhiều quá rồi. Bữa nay nó biết nó ăn nhiều rồi, chứ mỗi khi nó ăn dữ lắm luôn á cô chú. Rồi video của hai mẹ con Trang cũng đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà thật nhiều đã dành thời gian xem video nha. Bây giờ Trang sẽ tiếp tục ăn cherry nữa cả nhà. Tại vì vừa nói vừa ăn cho ăn không có được nhiều. Đó, bây giờ Trang sẽ xử đẹp cái dĩa này luôn. Ôi, cảm ơn cả nhà thật nhiều đã dành thời gian xem video nha. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào lần đầu tiên xem video của Trang, nếu thấy thích video thì cho Trang xin một like, đăng ký kênh, rồi nhấn vào chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nhé.